sáng ngày 30 tháng 1, liên quan vụ việc tranh chấp về thừa kế và đòi nhà cho ở nhờ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã có thông báo thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, nguyên đơn em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hai yêu cầu khởi kiện bổ sung của phía nguyên đơn mà tòa án thụ lý gồm hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 21 tháng 3 năm 1992 và hủy giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 21 tháng 3 năm 1992 cho bà Võ Thị Hồng Loan, bị đơn, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cũng trong sáng ngày 30 tháng 1, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã triệu tập bà Hồng Loan cùng 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đang sống tại nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận và Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đến tòa để trao đổi, cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ kiện. Sau khi làm việc, phía bà Hồng Loan cho biết đã nhận được thông báo thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bà Hồng Loan đã cung cấp chứng cứ mới liên quan đến nhân thân và yêu cầu không hòa giải với phía bà Hồng Nhung. Như PLO đã đưa tin, vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết từ tháng 6 năm 2023. Ngoài các yêu cầu khởi kiện bổ sung mà tòa đã thụ lý, theo nội dung đơn khởi kiện vào tháng 6 năm 2023, phía nguyên đơn còn yêu cầu chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với hai thửa đất số 87-88 và căn nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận cho nguyên đơn và ông Võ Thành Nhiêu, em trai cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.